Xin chào các bạn đến với bản tin thể thao của Đài Truyền Đồng Tháp. Thưa các bạn, phần mở đầu bản tin thể thao tối nay thì chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn thông tin về giải quần vợt Đồng Tháp mở rộng 2011 vừa khai mạc vào sáng nay. Giải năm nay quy tụ trên 90 vận động viên là các tay vợt xuất sắc đến từ 17 câu lạc bộ quần vợt mạnh trên địa bàn tỉnh và một số câu lạc bộ quần vợt trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long như là thành phố Cần Thơ, các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh. Các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung thi gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ với nhiều nhóm tuổi khác nhau. Theo đánh giá của ban tổ chức thì giải lần này có chất lượng chuyên môn cao do có sự góp mặt của nhiều tay vợt xuất sắc trong khu vực. Cộng với việc trình độ chuyên môn giữa các tay vợt khá tương đồng nên hứa hẹn sẽ có nhiều trận đấu hay. Đây là giải được tổ chức thường niên nhằm giúp cho các câu lạc bộ quần vợt trong và ngoài tỉnh có dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm thi đấu, đồng thời qua đó cũng nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân. Đây còn là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước sẽ diễn ra trong thời gian tới và sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 4. Các bạn thân mến, vào cuối tuần qua mà cụ thể là vào chủ nhật qua thì tập đoàn Cao su Đồng Tháp đã giành trọn vẹn 3 điểm ở lượt trận thứ 11 của V-League 2011 bằng chiến thắng 2-0 trước xi măng Davis Sanderman tại sân Cao Lãnh. Tuy nhiên sau trận thắng trên thì tập đoàn Cao su Đồng Tháp nói chung và tiền đạo Samson nói riêng đã phải trả một cái giá quá đắt. Vừa qua thì ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra án phạt dành cho hành động phạm lỗi của Samson với hậu vệ của Ninh Bình là Châu Phong Hòa. Theo đó thì tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở V-League 2011 Samson bị treo giò đến 5 trận và nộp phạt 30 triệu đồng. Với án phạt trên thì tiền đạo người Nigeria này sẽ phải nghỉ từ vòng đấu thứ 12 sắp tới cho đến hết vòng đấu thứ 16. Samson chỉ có thể trở lại kể từ vòng đấu thứ 17 với điều kiện là kháng án của Samson bất thành. Lý giải của ban tổ chức đưa ra về án phạt dành cho Samson đó là tiền đạo này đã vi phạm vào hành vi xâm phạm thân thể người khác. Đây được xem là một bản án cực kỳ nghiêm khắc của ban kỷ luật dành cho Samson, bởi ở V-League mùa giải này không thiếu những hành động như thế. Với án phạt này thì chính tập đoàn Cao su Đồng Tháp là đội bóng phải chịu hậu quả nặng nề nhất, bởi như chúng ta đã biết thì trong thời gian qua Samson là nhân vật không thể thiếu ở đội bóng do huấn luyện viên Phạm Công Lộc dẫn dắt. Vắng Samson thì chắc chắn là quả lực tấn công của tập đoàn Cao su Đồng Tháp sẽ giảm đi đáng kể, nhất là khi cuộc chiến đường trường dài và khó khăn đang chờ đón họ phía trước. Về phần mình thì Samson cũng đã tự quỷ quại hình ảnh đẹp đẽ của mình với pha phạm lỗi với Châu Phong Hòa ở trận đấu vừa qua. Vâng, và với án phạt trên thì nếu như tập đoàn Cao su Đồng Tháp kháng án bất thành thì mãi đến vòng đấu thứ 17, Samson mới trở lại thi đấu trong đội hình của tập đoàn Cao su Đồng Tháp. Vào sáng nay thì đội bóng do huấn luyện viên Phạm Công Lộc dẫn dắt đã di chuyển ra Bình Dương để chuẩn bị đối đầu với BKM Bình Dương ở lượt trận thứ 12 sẽ được diễn ra vào chủ nhật tới.